Xin chào các bạn. Trong cái video này thì Quốc Anh sẽ chia sẻ cho các bạn về cái quy trình để xác minh nhà quảng cáo ở trên tài khoản Google Ads như thế nào. Thì như trải nghiệm kinh nghiệm của mình á, thì trong cái lần mà bắt xác minh của nhà quảng cáo này, thì Google muốn chứng minh cái sự xây dựng niềm tin và hạn chế bước lừa đảo, trao quyền cho bạn và khai thác tối đa về cái quảng cáo. Thì các bạn chọn là bắt đầu xác minh, click vào nút đấy. Thì trong cái phần cái form về doanh nghiệp á, thì các bạn nhớ là chọn tổ chức của bạn có phải là đại lý quảng cáo doanh nghiệp không, thì các bạn nhớ chọn không nha. Bởi vì cái đại lý quảng cáo này nó rất là nhiều giấy tờ và cần các bạn cần up lên xác minh, khi mình biết rằng là các bạn khi mà mới làm dịch vụ quảng cáo này hoặc là làm quảng cáo sản phẩm thì không có đâu. Rồi trong phần ai là thanh toán cho quảng cáo này, thì các bạn trong cái phần này là Google đã nói rồi, rất xin lưu ý. Thì các bạn nên chọn lại có, chúng tôi thanh toán trực tiếp cho Google Ads ha. Bởi vì cái phương thức thanh toán các bạn up lên là của mình rồi, làm sao cho nó đồng bộ. Trong cái phần bạn quảng cáo cho sản phẩm dịch vụ của chính mình hay người khác, thì các bạn nên chọn là chúng tôi quảng cáo cho sản phẩm dịch vụ của mình ha. Thì cái này là đúng như vậy. Rồi tiếp theo cái phần là bạn làm việc trong những cái ngành nghề nào, thì cái này mình không cần tích vào được. Rồi sau đó mình click vào nút lưu và tiếp tục thôi. Thì như vậy là cái quy trình xác minh nhà quảng cáo doanh nghiệp của bạn ở trên tài khoản Ads thì đã xong. Trong phần này khi mà đã xong rồi á, thì các bạn sẽ thấy được hai cái tích xanh. Thì cái thứ nhất là cho chúng tôi biết về doanh nghiệp của bạn, tích xanh là ok. Cái thứ hai là xác minh danh tính của bạn là ok. Nếu mà tài khoản Google Ads quảng cáo của bạn mà chưa xác minh danh tính, thì các bạn chỉ cần up cái giấy căn cước công dân lên và đầy đủ tất cả giấy tờ rõ ràng đồng bộ với cái tên của các bạn trên tài khoản của bạn thì ok ha. Rồi thì như vậy là trong cái video này mình đã hướng dẫn cho bạn xong về cái quy trình và làm thế nào để mà bắt qua xác minh doanh nghiệp quảng cáo ở trong cái tài khoản của mình nó qua và không cần up giấy tờ lên, để các bạn tránh mất thời gian và rất là nhiều cái băn khoăn. Vừa rồi thì cũng có rất là nhiều các bạn cũng có hỏi mình và mình cũng support. Hy vọng các bạn qua cái video này các bạn có một cái thông tin và có cái cách quy trình để xác minh nhanh cho cái tài khoản của mình. Các bạn thấy video mình hay thì các bạn nhấn click vào like và subscribe cái kênh của mình ha. Thân ai chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.